Viện Hương nổi quạo vì đàn em chơi xấu trong hậu trường, 20 người chứng kiến không một ai cứu. Viện Hương thời gian này lại rất tất bật trở lại với công việc. Nữ nghệ sĩ tiếp tục là cái tên đắt show bậc nhất của làng hài Việt Nam. Vừa qua, chương trình Cuộc Chiến Ẩm Thực với sự tham gia của cô lên sóng tập mới và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Lần này khách mời là Bibi Trần, Hải Triều, Xuân Nghị và Ngọc Phước. Với cương vị chủ nhà, Viện Hương, Huỳnh Lập và Khả Như đã làm rất tốt vai trò dẫn dắt, kết nối của mình. Những phần thi đầy vui nhộn mang tiếng cười không ngớt cho người xem. Không chỉ khi lên sóng, khi vừa kết thúc chương trình, các nghệ sĩ cũng rất nhây lầy, luôn tìm cách bày trò, trêu chọc nhau. Một clip được phía ekip đăng tải đã cho thấy rõ điều đó. Đáng chú ý, nạn nhân là người nhiều tuổi nhất, Viện Hương. Dù nữ danh hài đã cố bỏ trốn, nấp sau lưng các quay phim, nhưng Hải Triều, Ngọc Phước, Huỳnh Lập vẫn nhanh chóng phát hiện. Cả hội đã rủ nhau khiêng đàn chị vào thao bộn. Cho vui, bỗng dưng được tập bộn toàn thân, Viện Hương sững người vài giây, rồi la hét thất thanh vì tức. Vẫn ngồi trong thò bột, Việt Hương còn tỏ vẻ hờn dỗi với những ai có mặt nhưng không giúp đỡ, còn đứng cười vui vẻ. Nữ danh hài than thở: "Tôi chưa thấy đoàn nào như đoàn này, gần 20 người quay phim mà không ai cứu tôi cả." Dù bị các em chơi xấu, nhưng Việt Hương rất nhanh sau đó đã vui vẻ trở lại. Cô vốn chẳng còn lạ gì với những trò quậy phá của các nghệ sĩ trẻ phía sau hậu trường. Việt Hương là một trong những nghệ sĩ rất được lòng các đàn em, hoạt động lâu năm trong làng nghệ sĩ nhưng cô không tỏ ra bề trên và luôn thân thiện, hết lòng giúp đỡ đồng nghiệp. Còn nhớ cách đây không lâu, Cát Phượng từng bật mí, dù không phải bản thân nhưng khi mình ngỏ lời, Việt Hương đã sẵn sàng cho mượn số tiền lớn để làm ăn. Hai chuyện nữ danh hài hết lòng lo liệu tăng lễ nghệ sĩ như Chí Tài và các đồng nghiệp ra đi trong mùa dịch đã được tri ân rất nhiều lần.